Thầy cô, người lái đò, đưa chúng em đến thành công. Thời gian vô tình trôi đi nặng nề nhưng chưa bao giờ ngoảnh lại. Nhìn những khoảnh khắc ấy chứa đựng trong đó còn ngân đọng mãi. Dưới mái trường trung học phổ thông Nguyễn Khuyến, ngôi nhà thứ hai, luôn là nơi lưu lại những dấu ấn đáng nhớ nhất của cuộc đời mỗi con người. Nơi đây có biết bao những con người lái đò thầm lặng, âm thầm cống hiến cho những lớp học sinh cứ đến rồi lại đi, để lại đâu đó những kỷ niệm khó phai mà sau này chúng ta phải luôn nhớ mãi. Chúng em là tập thể học sinh lớp 10C5 cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được đồng hành cùng cô Minh Hường, là cô giáo chủ nhiệm, cũng là cô giáo dạy bộ môn ngữ văn, người đã tạo động lực, truyền cảm hứng cho chúng em trong lớp học tập, cũng như là trong cuộc sống. Giang âm đâu đó tuy chỉ mới bắt đầu, nhưng nó cũng đủ để giúp chúng em trưởng thành, đủ để mái tóc của cô đầy bụi phấn. Bao lữ khách đi về trên bến vắng, người sang sông ai nhớ bến sông đời, từng dòng chữ suốt một đời nặng nẽ, mãi âm thầm như bụi phấn rơi rơi. Dưới sự dìu dắt nhiệt tình của cô, chúng em đã từ những cô cậu học sinh nhút nhát, tự ti, nay đã tiến bộ hơn trên mọi mặt học tập, thi đua, cũng như là trong các hoạt động phong trào của trường. Thường là một người vô cùng là yêu thương học sinh, luôn luôn quan tâm học sinh, luôn luôn nghĩ học sinh của chính bản thân mình. Cô Hường cũng như là người cô và người mẹ đã dìu dắt bọn em trên những con đường học tập. Em nghĩ cô Hường là một người rất là ấm áp, tuy nhiên có đôi lúc là hơi nghiêm khắc. Nhưng mà dưới sự dìu dắt của cô thì em nghĩ lớp chúng em có thể được đạt được những thành tích tốt nhất trong học tập. Cô là vậy đó, giản dị thanh lịch, gần gũi nhưng đôi khi lại hài hước, đôi khi lại cũng thật nghiêm khắc với chúng em. Cô và các bạn biết không, từ những buổi học đầu tiên, chúng em đã ấn tượng với giọng nói dịu dàng ấm áp của cô. Mỗi khi giảng bài, chúng em như lạc vào thế giới văn học đầy thơ mộng, trữ tình. Đôi khi bi thương, xúc động, vui sướng cùng với hoàn cảnh số phận của nhân vật. Và đôi khi lại là hào hùng mạnh mẽ, mang âm vang của một thời đại lịch sử. Tất cả bị thu nhỏ bằng một tiết ngữ văn của cô. Không chỉ vững về chuyên môn, tâm huyết với nghề, cô Minh Hường còn luôn sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ giảng giải, động viên uốn nắn chỉ bảo từng học sinh, trò chuyện với các bậc cha mẹ có con học cô, từng được cô động viên và dìu dắt. Chúng em lại càng thêm trân trọng những đóng góp của cô trong sự nghiệp chồng người, dìu dắt các thế hệ học trò. Dù là một giáo viên nhưng cô cũng luôn là một người mẹ của lớp C5 chúng em. Cô rất gần gũi thân thiết với từng một học sinh. Sau những giờ học căng thẳng, cô luôn tạo ra niềm vui và tiếng cười, khuyến khích chúng em tham gia các hoạt động ngoại khóa. Rồi không ít lần cô đã thủ thỉ, tâm sự chia sẻ với chúng em về những điều ý nghĩa trong cuộc sống. Những lúc như vậy, chúng em lại có cảm giác như bàn tay của người mẹ ấm áp lắm lấy bàn tay của mình. Chúng em đã từng nghe cô tâm sự về những lời đầy tâm huyết. Một người giáo viên cần nhất là lòng yêu thương vô bờ bến với học sinh. Giáo dục bằng nội quy là điều cốt yếu, nhưng phải yêu thương học sinh từ trong tâm, quan tâm đến học sinh bằng sự tử tế thì học sinh chính là sản phẩm của giáo dục. Không thể gặt hái ngay mà cần phải có niềm tin và sự kiên trì. Do đó, để giúp các em thành công thì điều đầu tiên là giáo viên cần có tấm lòng nhân ái và khích lệ kịp thời. Thay cho những lời từ tận đáy lòng, chúng em xin mượn những lời thơ để bày tỏ tấm lòng tri ân đến người cô, người mẹ thứ hai của mình ở trường trung học phổ thông Nguyễn Khuyến. Người lái đò đưa em tới tương lai, mặc sóng nước cứ miệt mài cuồng vẫy, tâm người sáng đánh thức người đứng dậy, gieo hạt mầm tay cấy những ước mơ, bà làm ròng hơn cả những vần thơ, lời giảng ấy chưa bao giờ làm ngủ, trang giáo án sáng ngời lên từng chữ, vẫn một đời người giữ trọn thiên đường. Nhân ngày 20 tháng 11, chúng em xin dành tặng cô những lời tri ân chân thành nhất từ tận sâu trong trái tim em. Em chúc cô ngày càng mạnh khỏe, luôn vui, vẻ và hạnh phúc. Đặc biệt hơn là hãy cười thật nhiều nhé cô. Em cảm ơn cô vì những gì cô đã làm cho em và lớp. Em cảm ơn hơi ấm tình thương của cô đã sưởi ấm tâm hồn của em và sắp cánh cho chúng em vững bước trên con đường sắp tới. Cảm ơn cô vì tất cả. Cô Hường kính yêu. Nhất là cô chẳng ai khác ngoài cô, và lý do em cho là cô luôn luôn tuyệt vời nhất, vì cô từng nâng bước em, luôn chia sẻ và lắng nghe. Em biết cả đời này em không gặp ai tốt hơn cô. Cảm ơn cô đã dạy em suốt quãng đường vừa qua, đã thứ tha cho em nhiều lần em dối trá. Em yêu rằng em rất may mắn khi cô ở bên dạy, vẫn thấy nụ cười nở trên môi.
hạnh phúc chỉ thế thôi.